Xin chào Sài Gòn. Chiều nay có người hẹn anh với nụ cười tươi. Chiều nay có người dạy anh cách làm mặt vui. Dường như anh cũng đã quen rồi. Ngày và đêm chỉ công việc thôi. Người chợt đến như ánh mặt trời, xóa dịu đi vết thương. Có người nói anh xấu thế nào khi nhìn anh ăn lúc chưa no. Có người nói anh khó thế nào khi nhìn gương mặt anh đã no. Có người nói anh khó thế nào khi ùa đến cuộn trăng. Mình một trời nơi xa buồn vì để lại đôi ta vẫn cẩn thận để dành tất cả niềm vui niềm thương dù anh phải đi xa. Đó, từng hạt mưa như sẽ mây trời ngồi lặng im nén lòng ta tới. Chiều nay không còn những mong đợi, anh chỉ thấy gió. Tâm có một cái câu hỏi như thế này. Tại vì tất cả những bài hát mà chúng ta đem đến với khán giả ngày hôm nay đều là về chủ đề yêu, thì không biết là có thể nếu mà chọn một tính từ duy nhất để miêu tả về tình yêu thì mọi người sẽ chọn tính từ gì? Một từ thôi chắc là ngọt ngào. Ngọt ngào. Nó không chỉ ngọt ngào, nó cũng có những lúc rất là đắng cay. Nó còn là dỗi hơn, nó còn là rất là nhiều thứ. Nên là đừng hỏi em phải chọn một từ, em không làm được. Còn Trang thì như thế nào ta? À, thế thì tình yêu nó phải lộn xộn ấy ạ. Lộn xộn. Kiểu như là không biết có câu chuyện nào mà nó hơi lộn xộn chứ xíu spill the tea kể cho mọi người nghe được không ạ? Thì kiểu như là nó lộn xộn là lúc mà mình cũng sẽ cãi lộn á, mình nó là kiểu đụng một chút là mình cãi lộn, nói chung là mình cãi lộn không vì lý do nào hết ấy. Mình thích thế. Xong rồi có những lúc lỡ say bye là bye. Đúng rồi. Thì ra là lộn xộn là như vậy. Vậy thì còn cô nàng Pia Linh của chúng ta thì cảm thấy tình yêu như thế nào nè? Em nghĩ tình yêu có thể được gói gọn trong từ rung động.
thật là đáng yêu quá. Không biết là Pia Linh dạo gần đây có rung động với lại điều gì hay là với ai đó chưa ta? Chết rồi, chị hỏi thế ngại quá. Nhưng mà dạo gần đây thì em cũng chưa rung động. À vâng. Trời ơi, nói chuyện với lại bốn cô nàng đáng yêu này thật sự là tôi cũng bắt đầu hơi thấy rung động rồi. Xin cảm ơn Hoàng Duyên, Marzus, Trang và Pia Linh. Quá trời, quá đất là dễ thương luôn đó mọi người ơi. Tình yêu ở phía trên sân khấu này nãy giờ mọi người cũng đã thấy đầy ắp rồi đúng không ạ? Thảo Tâm muốn được chứng kiến, được thấy những tình yêu ở phía khán đài bằng một điều rất là đặc biệt, đó chính là một chiếc kiss cam. Thảo Tâm xin phép được bốc một đôi từ phía bên tay phải của mình, là phía bên phải sân khấu đây ạ. Úi chào quý, hình như là tìm tình yêu khó hơn chúng tôi tưởng. Ồ, có rồi, có hình rồi mọi người ơi, lên sóng rồi mọi người ơi. Hai bạn quyết định sẽ kiss nhau hay là hớt nhau đây nè? Chúng tôi sẽ không bỏ đi cho tới khi các bạn cho chúng tôi thấy một chút skinship. Dẫn tiếp sao luôn, rung động quá, tim đập bịch rớt cái in-ear luôn nè. Bây giờ cái shot cam có thể cho Thảo Tâm một cái khoảnh khắc nữa được không ạ? Ôi trời ơi, một nhóm bạn. Không biết là cái anh trai này sẽ quyết định kiss hay là hớt nhau đi ạ? Are you gonna kiss or are you gonna hug? What are you gonna do? Trời ơi, ngại quá, mấy ảnh biển lẻn. Cái bạn ấy lừa chúng tôi. Giỏi, kiss up cam, lìa về, khúc khác. Nào, kiss up cam của chúng ta sẽ đi về đâu đây? Đi về đâu đây? Chúng ta có thể đến phía bên tay trái khán đài được không ạ? Hay là làm sao nè? Yes. Ok, tôi hiểu rồi. Em nói rồi. Ok. Đến lại một cặp đôi tiếp theo thôi được không ạ? Oh wow. Oh wow. Một bạn nữ áo cam rất dễ thương và người bạn của cô ấy. Mọi người ơi, bây giờ họ sẽ kiss hay là họ sẽ hug đây? Phải quá chừng. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã cho tụi mình thêm một lượng đường nữa. Đã quá. Trời ơi. Hay là bây giờ từ đây tới cuối chương trình mình cứ lia cam đi khắp nơi được không mọi người? Tại vì Thảo Tâm thích cái tiết mục này quá. Bây giờ chúng ta có thể... Ôi trời ơi, có một món hoa luôn. I look at you, you make me blind. Do you have to be so beautiful? All they need to see you with someone. Nó hỏi nó cầu hôn. Còn cầu gì gì nữa? Hùng nhau đi. Trời ơi, đáng yêu quá đi. Trời ơi, đáng yêu quá đi. Xin chúc mừng cặp bạn trẻ vừa rồi. Quá là đáng yêu phải không mọi người ơi? Chúng ta đã thấy một cặp đôi yêu nhau, hôn nhau. Nhưng mà có một cái bước rất là quan trọng nữa mà Thảo Tâm mong là tất cả các cặp đôi sẽ làm trong tối hôm nay. Đó là hãy đưa nhau về nhà. Xin cảm ơn nhà tài trợ The Global City, một trung tâm mới chính thức hoạt động, đã là nhà tài trợ cho chương trình đầy ắp tình yêu này.